Hy vọng là em dùng số sim mới sẽ gặp nhiều may mắn nhá, công việc thuận lợi. Em cũng thấy may mắn kiểu gì vì cái số này em cũng thực sự là em cũng tìm phải đến 2 năm nay rồi. À thế à? Đúng về tháng năm sinh của em đúng không? Cái số anh vừa giới thiệu bảo là 1996 à? Vâng, em vừa chụp căn cước cho chị xem đây, vừa giống ngày tháng năm sinh của em luôn. Thích quá. Em cũng lướt TikTok chứ là tình cờ cũng thấy kiểu video game ở trên TikTok này, sim tam hoa ấy. À thế à? Thế em mới kích vào cái đường link ấy thì em mới gõ thử xem có lên cái sim ấy không, thế là này hiển thị có sim đó đang giao bán thì em mới vào hay là gọi điện vào tổng đài số nhà anh em. À thế à? Vâng. Anh nghĩ là đây là một cái duyên đấy. Em đột nhiên em tìm được một số mà đúng ngày tháng năm sinh của mình mà em đã tìm kiếm rất nhiều lâu rồi đúng không? Rất nhiều ngày. Thế là... em tìm phải ít nhất phải 2 đến 3 năm nay rồi. À thế à? Vâng, thì là em cũng tìm của mấy kho rồi không? À, kho sim Thăng Long rồi là nhiều kho lắm nhưng mà cũng đều không có. Thế là may quá, duyên quá, AMI lại được phục vụ em. Anh rất là cảm ơn em đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của AMI nhá. Anh thì nhiều khi làm anh không trực tiếp giao dịch được với cả mọi người nhưng mà được mọi người ủng hộ như này là rất là cảm ơn em. Còn hy vọng là tới đây ngoài cái sim này ra sau này anh em mình có thể có những giao dịch khác nữa. Em mua số sim càng ngày càng phát triển để mua số sim cao hơn nhá. Vâng. Okay. Em cũng chúc anh chị làm ăn ngày càng phát đạt hơn nữa nhá. Ok, chiến đấu nhá. Chiến đấu. Vâng.